Xin chào các bạn, hôm nay cô và các bạn sẽ cùng đến với bài đầu tiên của Unit 2. Vậy thì chúng ta cùng mở sách giáo khoa trang số 12 và cùng theo dõi bài nhé. DR A. Listen and learn. This is a frog. Rồi. Thế ở trên đây thì mình có đây là f r fr. Được chưa? F r fr. Ở dưới này fr og frog. Fr og frog. Được chưa? Rồi. Thế thì chúng ta có từ đầu tiên là mình có con ếch đúng không nào? Thế thì hôm nay chúng ta sẽ học về hai từ và trong đó thì chúng ta sẽ có âm này, đó là âm fr. Ok, tiếp theo nhé. This is green. Ah, this is green. 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 Okay. Vậy thì ở dưới này thì cô sẽ có đây là g r g r. Được chưa? G r g r. Green, 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 green. Rồi. Thế thì hôm nay thì chúng ta vẫn học tiếp tục về hai từ mới trong đó có âm gr nha. Rồi. Thế thì bây giờ các bạn cùng cô sẽ chuyển đến phần B là phần từ mới này. Page 12. Rồi chúng ta sẽ có bốn từ mới. Listen, point and read. Rồi. Hai từ đầu tiên thì mình sẽ có âm fr. Hai từ tiếp theo mình sẽ có âm gr. Ok, vậy các bạn cùng nghe nhé. Một này. Fr. Og. Frog. Rồi. Fr. Og. Frog. Rồi. Số 1 thì mình vừa nãy đánh vần rồi đúng không nào? Fr. Og. Frog. Fr. Og. Frog. Ok, số 2 này. Đấy. Số 2. Fr. I day. I day. Friday. 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 Rồi. Số 2 thì cô vẫn có đây là fr. I day. Friday. À, lại nha. Fr. I day. Friday. Đấy chưa? Friday là thứ 6. Rồi, Friday. 3 này. 3. Gr. In. Green. Gr. In. Green. Rồi. Số 3 thì mình có đây là gr, in, green, màu xanh lá cây đúng không nào? Green, đấy, gr, in, green. 4 này. 4. Gr, ass, grass. Gr, ass, grass. Rồi, 4 thì cô có là gr, ass, grass, cỏ đúng không nào? Gr, ass, grass. Rồi, thế thì bây giờ các bạn cùng cô nhìn lại bốn từ mới trong bài ngày hôm nay. Đầu tiên mình có từ frog, Friday, green và grass. Bây giờ các bạn cùng cô chuyển qua phần C nhé. Page 13, C1. Phần tiếp theo thì là phần nghe grass. Đúng không? Nghe vào khoanh. Grass. Grass. Này, grass. 2. 2 này. Friday. 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 Oh, Friday. 3. 3. Frog. Frog. Đây. Frog. Frog. Page 13. Rồi. Thì đấy là nội dung của phần nghe nhá. Chúng ta đến với phần D là phần nối này. Phần nối thì chúng ta sẽ có 4 từ. Thứ nhất là frog, grass, green và Friday. Rồi chúng ta có 4 bức tranh tương ứng và chúng mình nhớ là đối xong thì mình phải viết cái từ mới đó sang bên cạnh đúng không nào? Từ thứ hai thì cô có từ grass. Đây, cô sẽ viết sang đây nhá, nối sang bên này, được chưa? Sau đó mình nối này. Đấy, tiếp grass. Rồi. Số 3 thì cô sẽ có từ green, cô sẽ nối với màu xanh lá cây và cô cũng sẽ viết sang bên phải này nhá. Cuối cùng thì mình có từ Friday. Friday, được chưa? Rồi, nối vào đây và viết sang bên này.
Rồi, thế thì về nhà các bạn cố gắng là sẽ ôn tập lại cho cô phần C này là phần bài nghe và phần D là phần bài viết để chúng mình ôn tập từ mới nhá. Tiếp theo thì mình sẽ có phần E nữa là phần bài hát, thì các bạn cùng nghe một chút này. Rồi. Trước khi mình hát thì mình phải đọc nhá. Đầu tiên này, on Friday, để chờ vào thứ 6, the frogs like to hop in the green grass. À, vào thứ 6 thì lũ ếch nó thích nhảy ở trên cái cỏ màu xanh. Lại nha, on Friday, the frogs like to hop in the green grass. Green grass, hop, like. Đấy, những cái từ mình cần chú ý này. The frogs, có sờ nha, số nhiều. The frogs like, à, có âm c, được chưa? Like to hop in the green grass. Rồi, vậy thì mình sẽ đọc lại một lần nữa nhá, lần cuối cùng này. On Friday, the frogs like to hop in the green grass. Rồi, thế thì các bạn về nhà cố gắng là sẽ ôn tập lại cho cô 4 từ mới trong bài học ngày hôm nay. Mình làm phần nghe này, phần viết và chúng ta có thể ôn tập bằng cái phần bài hát này nhá. Rồi, thế thì hẹn gặp lại các bạn ở bài sau nha. Bye bye.